là một cái khu vực thuế rất là thấp nhất ở gần khu vực Berlin. Hello anh chị, em là Ken từ Team Umbrella. Hôm nay em dẫn anh chị vào cái khu vực của McLendon Park Village. Khu vực này có giá bắt đầu từ 280.000 trở lên, tùy theo cái size và upgrade của anh chị ha. Trong khu vực này họ bán 122 căn nhà thôi. Thì những anh chị nào mà muốn mua một căn nhà gần khu vực Berlin á, nhanh bắt tay gọi team em ngay. Và hãy subscribe channel của em, bấm nút like nếu anh chị thích những cái video giống như vậy. Tụi em cũng có một cái website nhà ở Houston.com để anh chị có thể xem nhà và lấy thông tin về khu vực này và someone Houston. Rồi, mình đi xem căn nhà đầu tiên là sau lưng em ha. Em mời anh chị vào xem. Trong khu vực này họ có đúng một căn nhà mẫu thôi. Thì những anh chị nào muốn mua một căn nhà trong đây, anh chị cần nhanh tay. Vì khu vực này ở trong tuần đầu tiên thôi, họ bán được 18 căn nhà. Và trong đây họ sẽ xây 122 căn nhà thôi. Căn nhà này tên là Hollow. Nhà này là nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 1.727 square feet. Giá bắt đầu là 305.000 trước khi mình tính upgrade và lựa chọn cái lô đất. Rồi, mình đi xem căn nhà này ha. Thì căn nhà này em thấy rất là thoáng. Cái lot size của căn nhà này là 28 feet, nghĩa là cái chiều ngang của căn nhà mình. Thì dưới đây em thấy có rất nhiều cửa sổ và sáng sủa. Ở bên đây trái em là cái breakfast area. Và những anh chị nào mà quan tâm về vật liệu trong nhà đó thì họ sẽ có chọn sẵn hết cho mình rồi. Vì họ bán nhà inventory home thôi ở trong khu vực này, nghĩa là họ chọn ra hết cái vật liệu cho mình sẵn trước. Chung với căn nhà này họ có đá granite, tủ cabinet màu trắng và cái backsplash rất là đẹp. Sau lưng em mình có một cái walk-in pantry. Và ở khúc này mình có một cái mudroom rất là dễ thương để mình có thể đựng giày được, một cái half bathroom và một cái garage. Đó là cái phần dưới của căn nhà này. Rồi mình đi xem về trên lầu ha. Lúc khi anh chị mới bước lên lầu này thì mình sẽ có thảm hết. Thường những cái căn nhà nào mà hai lầu sẽ có thảm hết. Thì trên đây mình có một cái game room, họ trang trí rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Và ở trên cái trần nhà mình họ có cái foam insulation. Foam insulation này sẽ tiết kiệm anh chị rất nhiều tiền trong khi mình chạy AC hoặc là máy heat ở trong nhà mình ha. Nó sẽ giữ lại cái nhiệt độ trong nhà mình hay hơn. Và ở khúc bên đây là mình có một cái desk area. Em thấy cái chỗ này rất là dễ thương. Vì nếu mình có làm việc ở nhà đó thì mình sẽ có làm một cái setup như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ của mình được luôn. Ở khúc này mình có cái phòng máy giặt, máy sấy. Phòng này cũng rất là lớn, họ cũng có một cái tủ cabinet ở trên kia. Và đây là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này theo em thấy cũng vừa size. Và trên lầu này mình sẽ có hết cả là 3 phòng ngủ ha. Đây là cái phòng tắm. Lúc khi anh chị có mua một căn nhà chung với họ đó thì họ sẽ gắn cửa cho anh chị ha. Phần cuối của căn nhà này mình có cái game room. Chung với phòng master này em thấy rất là đẹp. Vì họ có cái vaulted ceiling, cái trần nhà trong đây là 10 feet cao. Rất là nhiều cửa sổ trong đây, sáng sủa. Và đây là cái king size bed. Chung với phòng ngủ này họ cũng có rất là nhiều dresser trong đây để cho anh chị xem thử cái phòng này rộng bao nhiêu. Bathroom này họ có his and her sink, một cái walk-in closet rất là lớn luôn và một cái standing shower. Thì đây là cái summary của căn nhà này ha. Căn nhà tên là Harlow. Nhà này là nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 1.727 square feet. Giá bắt đầu là 305.000. Thì trong khu vực này cái thuế đất rất là thấp, khoảng 2.28% thôi. Trước khi mình xin giảm homestead exemption, sau khi xin giảm mình giảm được 15-20% cái thuế đất cho căn nhà của mình. HOA trong khu vực này em thấy hơi cao, nhưng khu vực này sẽ có một cái gated community. Thì nhờ anh chị mà quan tâm về safety thì mình sẽ có cái feature đó ha. Thêm nữa, ưu đãi ở đây cũng rất là tốt. Ưu đãi là 10.000 để trả tiền closing cost, 5.000 để mua xuống cái chấm lời của mình. Thêm nữa, họ sẽ đưa mình cái gói máy giặt, máy sấy, tủ lạnh. Thì lúc khi anh chị mua một căn nhà trong builder này họ sẽ có đầy đủ sẵn hết cho anh chị ready để move in luôn. Về trường học ở trong khu vực này mình có trường học Home Quiz Elementary School, Miller Intermediate Middle School và Ellis High School. Ở gần đây mình cũng nằm rất là gần West Tollway, rất là tiện cho những anh chị nào mà làm ở dưới downtown. Mình có thể lái lên freeway đó để lái xuống hoặc là freeway I-10 cũng được. Và nhiều người sẽ rất là thích khu vực này.
vì mẹ có thể kiếm được một căn nhà ở dưới 300.000 ở gần khu vực Bel Air. Có thể nhiều người mà thích sống ở gần khu vực Bel Air sẽ biết là gần khu vực Bel Air không có nhiều căn nhà mới đang bán ở dưới giá đó. Thì những anh chị nào mà muốn mua, hãy gọi cho em ngay. Mình đang ở trong cái sale office của họ. Trong đây á, mình sẽ có thể xem được những cái lô đất họ đang chuẩn bị mở ra để bán. Thì những cái chấm đỏ đó, thì đó là những cái căn nhà họ bán rồi. Và những cái chấm xanh này á, thì vài cái họ có bán rồi mà họ chưa có update cái hệ thống của họ. Trong khu vực này sẽ bán khoảng 122 căn nhà thôi. Thì những anh chị mà muốn sống ở gần khu vực Bel Air mình á, thì nhanh tay. Tại vì chung với giá 280.000 trở lên trong một căn nhà mới, thì nếu anh chị tìm ở gần khu vực Bel Air mình thì sẽ không có ha. Và đây là cái upgrade package chung với họ. Những anh chị nào mà quan tâm về vật liệu trong mấy builder này á, thì họ sẽ chọn những cái vật liệu này sẵn cho anh chị rồi. Thì đó là khu vực này. Anh chị thấy sao? Anh chị có thấy không? Những anh chị nào mà cần giúp mua, bán hoặc là thuê một căn nhà ở Houston này, team của em có thể giúp được. Lần sau mình gặp tiếp ha. I'm Parallel Team. Out.